choáng ngợp cô dâu nhận trăm cây vàng đến, triểu cổ. Dân tình không khỏi choáng ngợp và ghen tị trước hình ảnh cô dâu nhận hàng trăm cây vàng từ hai bên gia đình trong ngày cưới. Mới đây, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước đám cưới của một cặp đôi ở Bình Dương diễn ra vào ngày 25 tháng 2. Theo đó, cô dâu chú rể nhận quà từ bố mẹ hai bên gồm 230 cây vàng, 30 sổ đỏ, 2 căn nhà, 1 xe BMW. Hình ảnh hàng trăm cây vàng khiến dân tình suýt xoa. Bên cạnh đó, bố mẹ cô dâu còn trao 50% cổ phần ở công ty ván ép cho con gái điều hành. Giám sát công việc. Năm 2022, một cặp đôi đến từ Cần Thơ cũng gây choáng khi được gia đình hai bên tặng 320 lượng vàng và 3 tỷ đồng. Cụ thể, nhà gái tặng cho con gái gồm 300 triệu đồng tiền mặt và 20 lượng vàng. Nhà trai tặng cho cô dâu chú rể 3 tỷ đồng, 250 lượng vàng, một đồng hồ hàng hiệu đắt tiền. Em trai của chú rể tặng cho vợ chồng anh trai 20 lượng. Cặp đôi đeo vàng nặng, triệu cổ. Tháng 3 năm ngoái, cộng đồng mạng không khỏi ghen tị với cô dâu Sóc Trăng đeo vàng triệu cổ. Nhận hồi môn khủng 10 tỷ tiền mặt và xe BMW 3 tỷ. Từ cổ, tay đến ngón tay cô dâu xếp đầy những chiếc kiềng vàng. Lắc vàng, nhẫn vàng. Cô dâu Bạc Liêu giác vàng, kín người từng thu hút hàng triệu người theo dõi. Cô dâu Thanh Hóa từng gây choáng đeo 28 cây vàng trong đám cưới. Cặp đôi Hậu Giang gây choáng vì được tặng 1 kg vàng. Sổ đỏ, tiền mặt.